Thay mặt toàn ban Việt ngữ Trung Khang xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự sáng ngày 27 tháng 9 năm 2018. Chương trình của chúng tôi sáng nay gồm những phần tin và thời sự đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất mức phạt tiền tối đa 2 tỷ đồng đối với hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Tiếp tục động đất gần khu vực thủy điện sông Tranh 2 ở Quảng Nam hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng vẫn chưa thể di dời dù đã qua thời hạn chót 26 tháng 9. Trong phần thời sự chúng tôi có bài liên quan đến tình trạng nhập công nghệ lạc hậu lỗi thời vào Việt Nam, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Và ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất mức phạt tiền tối đa lên đến 1 và 2 tỷ đồng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân hoặc tổ chức trong lĩnh vực thủy sản. Hiện Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo này. Truyền thông trong nước cho biết tin vừa nêu vào ngày 26 tháng 9. Dẫn lời khẳng định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rằng biện pháp xử phạt như thế nhằm tác động vào ý thức của người dân ngăn chặn các hành vi vi phạm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và bộ này quyết định sẽ nâng mức phạt tiền tăng gấp 10 lần so với mức hiện hành đối với các hành vi vi phạm khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam. Trong các năm gần đây nhiều ngư dân Việt Nam đã bị bắt giữ khi đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển các nước khác. Hồi hạ tuần tháng 10 năm 2017, Ủy ban nghề cá châu Âu quyết định cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU, đồng thời đưa ra chính khuyến nghị trong đó có hành vi đánh cá bất hợp pháp. Nghị định mới được soạn thảo căn cứ theo chính khuyến nghị này của EU. Vào ngày 26 tháng 9, truyền thông quốc nội cũng cho biết chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước có hợp tác. Mục đích của quyết định này được cho biết là để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc tổ chức cho ngư dân khai thác hải sản hợp pháp ngoài vùng biển Việt Nam. Đề án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 đến năm 2020 và giai đoạn 2 từ năm 2020 đến năm 2025. Trong giai đoạn 1, ba tỉnh Quảng Ngãi, Tiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức đưa tàu cá và ngư dân đến đánh bắt, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và nuôi trồng ở vùng biển của Brunei, Papua New Guinea và Micronesia. Các quốc gia này đã ký thỏa thuận hợp tác nghề cá với Việt Nam. Trong giai đoạn 2, mô hình này sẽ được mở rộng sang các tỉnh thành khác và các vùng biển của những quốc gia khác hợp tác với Việt Nam. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB dự báo mức tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ là 6,9% thay vì 7,1% như mức dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Thông tin này được ADB đưa ra trong báo cáo mới nhất về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, công bố vào sáng ngày 26 tháng 9. Theo ADB, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh do nhu cầu nội địa tăng, điều kiện kinh doanh tốt hơn, các chính sách kinh tế ổn định. Tuy nhiên, ADB đã giảm mức dự báo tăng trưởng vì cho rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm đi do các thị trường của Việt Nam và Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản bị tăng trưởng chậm. Ngoài ra, Việt Nam còn bị lũ lụt nặng nề vừa qua, cộng với giá dầu trên thế giới tăng cũng tạo nên áp lực lên nền kinh tế Việt Nam với sự gia tăng lạm phát. Tỷ lệ lạm phát được ADB dự báo sẽ là 4% cho năm nay và có thể đến 4,5% cho năm 2019. Lạm phát được đánh giá là do nhiều chi phí của các dịch vụ nhà nước quản lý tăng lên như giáo dục, y tế. Ông Eric Stewart, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng Rủi ro đối với nền kinh tế Việt Nam đang gia tăng, trong đó quan trọng nhất là căng thẳng thương mại đang leo thang trên thế giới. 700 nhà khảo cổ từ 35 nước đang có mặt tại Huế tham dự hội nghị hiệp hội tiền sử khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương lần thứ 21, bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 và kéo dài cho đến ngày 28 tháng 9. Tổng thư ký Hiệp hội Tiền sử khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương phát biểu rằng Cuộc gặp gỡ lần này là cơ hội cho giới khảo cổ trên thế giới có được hiểu biết sâu hơn về tiến bộ của ngành khảo cổ học tại vùng ấn độ thái bình dương. Giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế ông phan thanh hải cho biết, ngoài những chủ đề khác nhau về ngành khảo cổ được bàn thảo, hội nghị kỳ này chú trọng vào những phát hiện mới trong khu vực suốt những năm gần đây. Phía việt nam sẽ cho công bố những phát hiện về di chỉ người tiền sử ở tây nguyên. Vừa qua, truyền thông trong nước loan tin Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàng Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức báo cáo kết quả tìm kiếm và khai quật bước đầu di chỉ khảo cổ hang động núi lửa Krono ở tỉnh Đắk Nông. Kết quả tìm kiếm được là những mảnh gốm, công cụ đá, mảnh tước, xương răng động vật, vỏ nhiễn thể. Nhận định sơ bộ được đưa ra là trong hang động núi lửa Krono còn bảo lưu dấu tích văn hóa, mộ táng và các hoạt động sống của những câu lạc bộ thời tiền sử. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thông báo vào sáng ngày 26 tháng 9, một trận động đất 3,1 độ Richter xảy ra gần đập thủy điện sông Tranh Hai. Tin nói rõ trận động đất xảy ra ở độ sâu hơn 8 km, vị trí tâm chấn nằm ở khu vực huyện miền núi Bắc Trà My, gần đập thủy điện sông Tranh Hai. Và đây là trận động đất lần thứ 74 xảy ra tại khu vực này tính từ đầu năm 2017 đến nay. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh giải thích rằng ở nơi các công trình thủy điện lớn thường xảy ra những trận động đất kích thích, sau một thời gian nhất định sẽ hết, nhưng đối với thủy điện sông Tranh thì trường hợp đặc biệt tuy có giảm về cường độ nhưng số lượng lại không giảm. Khi bắt đầu có những trận động đất sau khi thủy điện sông Tranh tích nước dân chúng địa phương khá hoang mang, nhất là một số nhà cửa của họ bị nứt bởi chấn động gây nên. Hai nhà máy thép Đà Nẵng và Đà Nẵng Úc gây ô nhiễm ở Đà Nẵng vẫn chưa thể di dời, mặc dù đã qua thời hạn chót là ngày 26 tháng 9. Theo báo Thanh Niên, ngày 26 tháng 9 là hạn cuối của thời hạn 6 tháng mà Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gia hạn hoạt động cho hai nhà máy thép để giải quyết các thủ tục di dời hai nhà máy thép ở xã Hòa Liên gây ô nhiễm không thể giải quyết vì quá gần khu dân cư. Sự việc diễn ra đã gần 10 năm, đỉnh điểm là cuối tháng 2 vừa qua, người dân đã bao vây nhà máy thép đòi tổ chức đối thoại với chính quyền để giải quyết. Kết quả là thành phố thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa dân thay bằng quyết định di dời hai nhà máy kể trên. Hạn chót là ngày 26 tháng 9, 2018. Trao đổi với báo chí trong nước về việc hai nhà máy rác vẫn chưa được di dời, vào sáng 26 tháng 9, ông Trương Tấn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Liên giải thích rằng do hai ngày 26 và 27 tháng 9 là quốc tang của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nên chính quyền xã vận động người dân chấp hành chủ trương của thành phố. Đồng thời địa phương cũng có kiến nghị lên huyện và thành phố sớm trả lời để người dân an tâm sinh sống. Vào ngày 1 tháng 3 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chính thức yêu cầu hai nhà máy thép này tạm dừng hoạt động. Đến ngày 26 tháng 3, hai nhà máy thép này được cho phép hoạt động trở lại trong vòng 6 tháng, tức đến ngày 26 tháng 9. Cũng liên quan việc ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng, hôm 22 và 23 tháng 9, hàng chục người dân đã dựng lều trước cổng bãi rác Khánh Sơn ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, phản đối bãi rác này gây ô nhiễm. Một số người dân cho biết đã chịu đựng ô nhiễm từ bãi rác này mấy chục năm qua. Chính quyền nhiều lần hứa di dời bãi rác nhưng vẫn chưa thực hiện. Bãi rác này được quy hoạch hoạt động đến năm 2022, mỗi ngày tiếp nhận hơn 900 tấn rác thải, đây là bãi rác lớn nhất ở Đà Nẵng. Bộ trưởng Nội vụ Slovakia, bà Denisa Sakova, hồi đầu tuần này đã có buổi hội đàm với ông Horst Seehofer, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Liên minh Đức tại Berlin. Mạng thời báo.de trích thông tin tổng hợp từ truyền thông Đức cho biết, trong chương trình làm việc Hai vị bộ trưởng đã thảo luận về vụ việc Trịnh Xuân Thanh có thể đã được đưa ra khỏi khu vực Schengen bằng máy bay của chính phủ Slovakia. Theo thời báo.de, Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết cuộc hội đàm này là do phía Slovakia yêu cầu. Trong cuộc hội đàm, Bộ Nội vụ Liên bang Đức đã lưu ý rằng các cáo buộc về việc cơ quan nhà nước Slovakia có thể dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nghiêm trọng và chờ đợi vụ việc này sẽ được làm sáng tỏ một cách nhanh chóng và không giới hạn. Trước đó vào cuối tháng 8, theo tin Bộ Ngoại giao Slovakia xác nhận với báo chí, vào ngày 25 tháng 7 năm 2017, đơn xin yêu cầu cho phép chuyên cơ của chính phủ Slovakia chở phái đoàn của ông Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm bay ngang qua không phận Ba Lan đã bị Ba Lan từ chối. Vì vậy vào ngày bay 26 tháng 7 năm 2017, phía Slovakia đã sửa đổi đơn ghi rõ rằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia chở Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia lúc đó là ông Robert Kalinac đi công tác ở Nga, mặc dù ông này không hề có mặt trên chuyến bay. Trong khi các điều tra Đức khẳng định rằng, hầu như không còn hoài nghi nào về việc Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa khỏi khu vực Skagen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia, thì cảnh sát trưởng Slovakia, ông Milan Lucianisky, lại muốn thảo luận với Đức liệu xem Trịnh Xuân Thanh có thể được đưa ra khỏi khu vực Skagen bằng một hình thức nào khác, bằng một con đường nào khác hay không. Kết thúc buổi hội đàm, bà Bộ trưởng Sarkova hứa sẽ làm hết sức mình trong khuôn khổ hỗ trợ pháp lý cho phía Đức và đảm bảo tiến độ của cuộc điều tra tại Slovakia. Về phía Đức, ông Soren Smith cũng cảm ơn Slovakia về sự hợp tác chặt chẽ và tốt đẹp. Slovakia đã mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc Trình Xuân Thanh từ ngày 3 tháng 8 năm 2018. Trả lời báo chí Slovakia sau cuộc hội đàm tại Berlin, bà Bộ trưởng Sarkova tuyên bố, nếu một khi xác định được rằng Slovakia không cố tình tham gia vụ bắt cóc, tức là bị phía Việt Nam đánh lừa, thì chúng tôi sẽ có những biện pháp hành xử trên bình diện ngoại giao. Ông Trình Xuân Thanh từng là một quan chức dầu khí của Việt Nam, bị cáo buộc tham nhũng và chạy sang đất xin quy chế tị nạn, nhưng được nói đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ngay tại Berlin. Sau đó, ông Thanh bị đưa về thành phố no của Cộng hòa Séc, rồi tiếp tục đưa đến Bratislava, thủ đô của Slovakia, trên một chiếc xe do mật vụ Việt Nam thuê. Sau đó, các nguồn tin nói rằng Việt Nam tiếp tục mượn máy bay của Slovakia để chở ông Thanh sang Moscow trước khi đưa về Hà Nội. Vụ Trịnh Xuân Thanh gây nên cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội. Đức cho ngưng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như ngưng miễn visa cho quan chức mang hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình off được phát hình trực tiếp buổi sáng lúc 8 giờ từ thứ Ba tới thứ 7 và buổi tối lúc 10 giờ tối từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần trên trang mạng xã hội Facebook và kênh YouTube cũng như trên trang chủ A tiếng Việt với tin tức cập nhật trung thực chính xác tập hợp các diễn biến tương trình từ Việt Nam do các cộng tác viên từ trong nước và đội ngũ phóng viên nhiều năm kinh nghiệm thực hiện chương trình truyền hình A mong sẽ là người bạn đồng hành cùng quý vị quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban việc cử đã Cho Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube mong quý vị chia sẻ và giới thiệu chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi trong phần thời sự hôm nay thưa quý vị nỗi lo công nghệ lạc hậu lỗi thời vào Việt Nam từng được giới chuyên gia cảnh báo từ nhiều năm nay tuy nhiên đến nay thực tế đáng lo ngại đó vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan chân như tìm hiểu trong phần sau thưa quý vị trong nhiều cuộc họp quốc hội trước đây các vị đại biểu quốc hội đã từng thừa nhận Việt Nam nhập công nghệ lạc hậu lỗi thời cả 2-3 thế hệ và không có giải pháp kỹ thuật đi kèm khi cần bảo trì sửa chữa nâng cấp mới đây nhất là vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại đại hội tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 ở Hà Nội tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Ford đã đưa ra cảnh báo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang tiếp tục thu hút các dự án đầu tư nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị đẩy cho các công nghệ lạc hậu và phế thải. Trao đổi với Đại Á Châu Tự Do về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết. Tôi hoàn toàn nhất trí với lại cái nhận xét, cái ý kiến của kiểm toán tại Hội nghị Kiểm toán châu Á. Và tôi cho rằng đây là một cái nhận xét cũng không phải là mới mà cũng đã được đưa ra từ lâu chỉ có một cái điều là 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 khắc phục cái tình trạng mà tiếp nhận những cái công nghệ lạc hậu thì vẫn còn chưa làm được tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Cao Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng và sáng tạo công nghệ Đại học Bách khoa Hà Nội cũng thừa nhận thực trạng này. Hiện nay ở Việt Nam thì cái việc nhập công nghệ nó rất là phổ biến bởi vì chúng ta là gần như là không chưa phát triển và cái gì cũng rất là cần nhập. Bởi vì thiếu hiểu biết, cho nên là thực tế hiện nay là đúng là có những công nghệ Nhập về Việt Nam nó nó bị uh, lỗi mốt. Giáo sư Đặng Hùng Võ đưa ra ví dụ về việc sử dụng công nghệ lạc hậu khi Việt Nam xây dựng hàng loạt nhà máy xi măng lò đứng, trong khi các nước đều làm lò ngang. Ông dẫn chứng thêm nhiều dự án khác. Việt Nam cũng có những nhiều trường hợp là xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy than nhưng mà công nghệ cũng lạc hậu. Kể cả gần đây thì khi mà quy hoạch lại đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn thì thấy là đến bây giờ trên thế giới đã chuyển sang các nhà máy điện mà sử dụng năng lượng tái tạo và trong khi đó thì đồng bằng sông cửu long thì có cái tiềm năng năng lượng tái tạo rất lớn thì lại vẫn cứ quy hoạch nhiệt điện ở đấy chẳng hạn hiện nay trong số các doanh nghiệp các dự án đầu tư tại Việt Nam còn sử dụng công nghệ lạc hậu thì phần lớn là công nghệ cũ nhập từ Trung Quốc. Thực tế, Việt Nam trở thành bãi đáp công nghệ cũ của Trung Quốc đã không còn là cảnh báo nữa. Theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Trung Quốc hiện đầu tư hơn 1.600 dự án tại Việt Nam. Tổng số vốn đầu tư hơn 11,2 tỷ Mỹ Kim là một trong số 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Một trong những ví dụ Trung Quốc đưa công nghệ lạc hậu sang Việt Nam là trong lĩnh vực nhiệt điện than. Trong khi Trung Quốc đã đóng cửa khoảng 600 nhà máy nhiệt điện than, thì vài năm nay, hàng loạt nhà máy nhiệt điện từ Trung Quốc được đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Riêng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có 14 nhà máy nhiệt điện, hơn nửa số nhà máy đó là do nhà thầu Trung Quốc thực hiện. Là cách nào mà công nghệ lạc hậu của Trung Quốc có thể dễ dàng vào Việt Nam, trong khi hầu hết các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đều qua đấu thầu? Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Cao Minh đưa ra nhận định. Trung Quốc phải có một cái technique là bao giờ người bỏ cái giá rất là thấp và các đối thủ khác là thường bị thua nhưng mà trong quá trình mà người ta cung cấp thiết bị thì người ta lại có thể là thay đổi các cái hàng hóa Và thay đổi những cái thiết bị vật ban đầu hoặc là thay đổi cái công nghệ mà mình lại không kiểm soát được như vậy đó là cái cách mà trung quốc làm để nó thắng thì các cái đối thủ ở trên việt nam và đây là tình trạng phổ biến ở việt nam hiện nay theo tôi nghĩ thì cái này thì nếu chúng ta cấm trung quốc bỏ thầu thấp cũng không được bởi vì đó là thông lệ quốc tế thì do vậy là chúng ta nếu mà chúng ta muốn nhập vào đúng thiết bị phải ra cái bài thầu làm thế nào đấy để có thể loại trừ được những cái hàng hóa của Trung Quốc. Lấy ví dụ như là mình phải cài thêm những cái parameter nào mà Trung Quốc nó không có. Ví dụ hoặc là một số những cái ý rằng là chỉ nhập ở các nước G7 vân vân. Đó là những cái trường hợp mà hoàn toàn là song phẳng và mình thế còn tôi không muốn nói ở đây là có những cái lợi ích cá nhân nhập về hay có những cái feedback phần trăm hoa hồng thì tôi không muốn nói ở đây. Theo ông Tạ Cao Minh, Mặc dù vận dụng luật đấu thầu quốc tế, nhưng Việt Nam cũng có thể nghiên cứu để ban hành những quy định riêng của bản xứ nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế bớt các sản phẩm của Trung Quốc. Theo ông, cần có sự can thiệp của chính phủ Việt Nam thì mới làm được. Trước một cá nhân, một tổ chức khi đã đưa đấu thầu thì rất khó có thể làm gì được. Liên quan đến vấn đề vừa nêu, tiến sĩ Ngô Chí Long nhận xét việt nam thì nói chung là luật thì không thiếu nhưng mà trong quá trình thực thi thì người tổ chức thực hiện luật là chưa nghiêm chỉnh chưa đúng cái việc thực thi chưa đúng cái thứ hai là đang trong cái quá trình chuyển đổi nền kinh tế có nhiều vấn đề là thuộc lĩnh vực mới cho nên cái cách tiện những kinh nghiệm thì tất nhiên chưa có cho nên những cái luật soạn thảo ra phần lớn là còn có những khuyết tật cho nên có những nhiều vấn đề còn bất cập theo tiến sĩ Ngô Chi Long cho rằng thì hiện nay cái chính là vấn đề người thực thi và tính nghiêm minh của luật pháp. Theo ông nếu người thực thi mà cố ý làm không đúng thì chế tài tại Việt Nam chưa thật nghiêm. Ông nói rõ rằng các doanh nghiệp không sợ pháp luật mà họ sợ nhất là người thực thi pháp luật không công tâm mà chỉ vì vụ lợi gây phiền hà nhũng nhiễu để được hối lộ. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đại Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự sáng nay ngày 27 tháng 9 năm 2018. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào tối nay lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam cũng trên YouTube và Facebook của Đại Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Trung Khang cầu chúc quý vị một ngày đầy niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.